Thiệp cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt được hé lộ, chi tiết tinh tế khiến ai cũng suýt xoa. Sau màn cầu hôn gây chấn động, mới đây Puka và Jin Tuấn Kiệt chính thức gửi thiệp cưới đến tay những vị khách mời đầu tiên. Những hình ảnh về chiếc thiệp mời đã thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ vì thiết kế của nó không giống bất kỳ thiệp mời cưới nào khác. Theo đó, chiếc thiệp cưới của cặp đôi mang tông màu chủ đạo là màu nâu, tạo cảm giác nhẹ nhàng ấm cúng. Chiếc thiệp còn thiết kế rất kỳ công như một món quà đặc biệt mà cô dâu chú rể muốn gửi đến các khách mời. Diễn viên Huỳnh Lập cho biết cô dâu và chú rể đã rất chiêu trò khi thiết kế chiếc thiệp cưới nhằm đánh đổ các khách mời. Để biết được thông tin địa điểm tổ chức đám cưới, nam diễn viên đã phải dành gần 30 phút để hoàn thành các mảnh ghép được cung cấp. Bên cạnh thông tin về thời gian địa điểm, hộp thiệp còn có hoa sen đá thật 100% và nến thơm được làm bằng tay tỉ mỉ. Quá trình sản xuất hoa sen đá phải trải qua nhiều công đoạn mới có thể tạo nên sản phẩm độc đáo sang trọng. Điều này góp phần làm cho thiệp cưới cặp đôi trở nên nổi bật và đặc biệt trong showbiz Việt. Đồng thời chiếc thiệp cũng cho thấy sự tinh tế và tình cảm mà Puka và Jin Tuấn Kiệt muốn gửi đến các khách mời đến dự hôn lễ của mình. Bên cạnh đó, Duy Khánh cũng nhận được thiệp và chia sẻ lên trang cá nhân với tâm trạng háo hức, phấn khởi. Nam diễn viên gửi lời nhắn nhủ đến cô dâu chú rể nên dưỡng sức để quẩy hết mình trong ngày vui. Hiện tại, thông tin về thời gian địa điểm tổ chức hôn lễ của Puka và Jin Tuấn Kiệt chưa được công bố, nhưng có thể thấy mọi người đều đang rất nôn nao và trông đợi đến ngày cặp đôi dắt tay nhau tiến vào lễ đường. Jin Tuấn Kiệt và Puka là cặp đôi được khán giả nhiệt tình đẩy thuyền nhiều năm qua. Đến ngày sinh nhật của Jin Tuấn Kiệt mới đây, anh mới chính thức xác nhận chuyện hẹn hò với Puka. Sau khi chính thức công khai, cặp đôi cũng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm khi cùng nhau xuất hiện trước công chúng. Xót xa khi nghe Puka tiết lộ chuyện bệnh tình, mắc nhiều bệnh, từng nhập viện vì ói ra máu. Mới đây, Puka đã xuất hiện trong chương trình Hot ơi là Hot cùng ST Sơn Thạch để chia sẻ nhiều bí mật thú vị về sau nhập ngũ. Khi được hỏi về bệnh tình mà Duy Khánh từng tiết lộ, Puka cho biết thật ra cô cũng đã cảm thấy quá quen thuộc với tình trạng bệnh kéo dài như thế. Trong chương trình, Puka cho biết cô ngại chia sẻ với người khác về vấn đề bệnh tật vì thật ra cũng chẳng hay ho gì. Vì Duy Khánh gặp Puka nhiều nên biết vậy thôi. Puka hay bệnh vặt, sức đề kháng rất yếu. Bệnh mà Khánh nói là căn bệnh theo Puka từ đó tới giờ rồi, mà Puka cũng ngại chia sẻ, vì nếu nói bệnh tật hoài thì cũng đâu có hay ho gì đâu. Bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ ảnh hưởng đến công việc mà thôi. Puka tiết lộ mình bị xấu bụng, dạ dày, đường ruột không khỏe, hay xảy ra nhiều vấn đề. Có lần Puka bị xuất huyết đường ruột, ói ra máu, phải nhập viện. Những cái đó ngại chia sẻ với người khác. Có những món ăn Puka kỵ, ăn vào một cái là nhập viện liền. Mọi người thấy nghiêm trọng nhưng Puka thấy quen rồi. Nếu ăn món lạ thì mình rất dễ bị đau bụng. Muốn biết món ăn đó có an toàn thực phẩm không cứ bỏ vào miệng Puka, có tác dụng liền, lúc nào bên cạnh cũng sẽ có thuốc hết và thuốc đó kịp thời giúp mình hoàn thành công việc. Vì Puka đi làm rất sợ ảnh hưởng đến đoàn phim, nhiều khi đang quay phải lấy thuốc, uống dần lại để tiếp tục công việc. Mình sợ vào trong quân đội cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người, có một người nghỉ thì những người còn lại phải đứng chờ nên mình bắt buộc phải tìm cách cho mình. Có lẽ trung đội trưởng không biết mình bị như vậy, cũng không hiểu nên không cho mang thuốc đói theo. Sau đó Puka có xin chương trình nói lại với trung đội trưởng thì có cho giữ lại thuốc nên mới an toàn, đi tới lui hành quân các kiểu, lên rừng lên núi mà không bị vấn đề gì hết. Thuốc ho cũng vậy, Puka bị amidan nên ho liên tục, trời lạnh mà ở máy lạnh đã ho rồi đến mức đêm thứ hai, Hòa không ngủ được. Hòa nói, trời ơi tối qua Kara sổ mũi, Puka thì ho, ho hoài không ngủ được, đi làm nhiệm vụ về đã mệt mà ồn quá không ngủ được. Mình không muốn, không kìm lại được nên cứ tối phải khó nước muối liên tục để giảm cơn ho lại. Lúc đó không có thuốc, không có kẹo ngậm gì hết. Cơ thể mình biết như thế nào nên mình luôn chuẩn bị những cái cần thiết. Puka chia sẻ thêm. Trường Giang làm thơ nhắn nhủ đến đàn em Puka và Jin Tuấn Kiệt. Đã có duyên ắt sẽ thành đôi. Những ngày qua, đám cưới giả của Jin Tuấn Kiệt và Puka trong tập 8 chương trình Hành Trình Rực Rỡ vẫn khiến fan dần dần chia sẻ. Đi chơi game show nhưng bất ngờ bị bắt làm cô dâu chú rể, cặp đôi Jin Tuấn Kiệt và Puka không khỏi hoang mang kèm háo hức. Đám cưới chuẩn phong cách miền Tây được ekip Hành Trình Rực Rỡ phác họa rõ nét trên show khiến khán giả thích thú, dành nhiều lời ngợi khen vì tái hiện nét đẹp truyền thống từ thời xưa. Nhờ đám cưới cổ tích này mà tập mới nhất của Hành Trình Rực Rỡ đạt top 1 trending YouTube vô cùng xứng đáng. Trong đám cưới giả của Jin Tuấn Kiệt và Puka, Trường Giang và ca sĩ Bích Phương vào vai ba mẹ của cô dâu, Thúy Ngân, Huỳnh Lập vào vai anh chị cô dâu. Về phía nhà trai, Lâm Hùng, Lâm Vĩ Dạ hóa thân thành ba mẹ Jin Tuấn Kiệt. Ca sĩ Hồ Phin Đan làm cậu chú rể, Lê Dương Bảo Lâm đảm nhận vị trí MC hoạt náo cả chương trình đám cưới siêu hài hước, được mệnh danh là thuyền trưởng chuyên tác hợp Jin Tuấn Kiệt và Puka đến với nhau. Trường Giang nhân cơ hội đã gửi gắm đến đàn em trong chương trình. Nay mình tổ chức giả, biết đâu tháng 11-12 này tổ chức thiệt thì quá trời hạnh phúc luôn. Nếu ông trời xe duyên, hai đứa yêu nhau thật sự thì đến với nhau còn ngại gì nữa. Chưa dừng lại ở đó, mới đây Trường Giang tiếp tục chia sẻ hình đám cưới của Jin Tuấn Kiệt và Puka trong Hành Trình Rực Rỡ kèm bài thơ xe duyên. Những người đã nợ duyên nhau qua những khúc quanh, qua những lần vội vã, như đàn ông, như đàn bà, dẫu có ra đường xuống chợ, vẫn quay về áo ấm quen hơi.
Nam danh hài chia sẻ anh muốn chúc mừng chương trình đạt top trending, nhưng khán giả lại chú ý đến ẩn ý bài thơ mà anh đăng tải với kinh nghiệm của người đàn anh từng trải qua nhiều chân chuyên trong chuyện tình cảm trước khi hạnh phúc với tổ ấm nhỏ hiện giờ. Trường Giang dường như muốn nhắn nhủ đến hai em rằng nếu đã có duyên thì cuối cùng họ sẽ thành đôi thôi. Vốn dĩ Trường Giang là người thường xuyên trêu chọc tác hợp cho Duyên Tuấn Kiệt và Puka đến với nhau trong hậu trường hay trên game show. Trường Giang đều đẩy thuyền Jin Pu sớm nên duyên. Tuy nhiên, cặp đôi cứ mãi mập mờ, dù vướng tin đồn nhiều năm qua, thậm chí còn được tổ chức đám cưới thế này họ vẫn chưa kịp thông báo tin vui đến khán giả. Xôn xao khung ảnh, Duyên Tuấn Kiệt tổ chức đám cưới với Puka, chuyện gì đây? Sáng ngày 9 tháng 7, cư dân mạng thi nhau chia sẻ khung ảnh Duyên Tuấn Kiệt và Puka tổ chức đám cưới với nhau. Trong ảnh, Puka khoe nhan sắc rạng rỡ khi diện áo dài dành cho cô dâu. Trong khi đó, thì Duyên Tuấn Kiệt lại cực bảnh bao và điển trai trong bộ vest trắng, khiến cư dân mạng mê mẩn không ngớt. Đáng chú ý, đằng sau cả hai còn là hình ảnh được trang trí đậm chất đám cưới miền Tây. Tuy nhiên, sự thật thì đây chỉ là những hình ảnh được xuất hiện trong những tập tiếp theo ở game show mà cả hai đang tham gia. Trước đó, Puka từng hiếm hoi khẳng định mình là hoa đã có chủ. Nếu mà hỏi thì cũng chia sẻ thật lòng với mọi người rằng Puka cũng có bồ rồi. Cô còn tiết lộ tính cách người yêu trên sóng truyền hình. Gần đây, Puka và Duyên Tuấn Kiệt là một trong những cặp đôi được gán ghép mạnh nhất trong làng giải trí Việt. Dù đã 7749 lần lộ hình hẹn hò, nhưng cả hai vẫn chưa một lần xác thực về mối quan hệ. Cho dù có thế nào đi nữa, fan của cả hai vẫn rất quyết liệt, hứa hẹn đẩy thuyền tới bến và luôn mong chờ một đám cưới cổ tích của cặp đôi. Xót xa khi nghe Puka tiết lộ chuyện bệnh tình, mắc nhiều bệnh, từng nhập viện vì ói ra máu. Mới đây, Puka xuất hiện trong chương trình Hot ơi là Hot cùng ST Sơn Thạch để chia sẻ nhiều bí mật thú vị về sau nhập ngũ. Khi được hỏi về bệnh tình mà Duy Khánh từng tiết lộ, Puka cho biết thật ra cô cũng cảm thấy quá quen thuộc với tình trạng bệnh kéo dài như thế. Trong chương trình, Puka cho biết cô ngại chia sẻ với người khác về vấn đề bệnh tật vì thật ra cũng chẳng hay ho gì. Vì Duy Khánh gặp Puka nhiều nên biết vậy, Puka hay bệnh vặt, sức đề kháng yếu. Bệnh mà Khánh nói là căn bệnh theo Puka từ đó tới giờ rồi, mà Puka cũng ngại chia sẻ. Vì nếu nói bệnh tật hoài thì cũng đâu có hay ho gì đâu. Bệnh này không ảnh hưởng đến tính mạng, chỉ ảnh hưởng đến công việc thôi. Mình bị xấu bụng, dạ dày, đường ruột không khỏe hay xảy ra vấn đề. Có lần Puka bị xuất huyết đường ruột, ói ra máu, phải nhập viện. Những cái đó ngại chia sẻ với người khác. Có những món ăn, Puka kỵ, ăn vào một cái là nhập viện ngay. Mọi người thấy nghiêm trọng nhưng Puka lại thấy quen rồi. Nếu ăn món lạ thì rất dễ bị đau bụng. Muốn biết món ăn đó có an toàn thực phẩm không cứ bỏ vào miệng Puka, có tác dụng liền. Lúc nào bên cạnh cũng sẽ có thuốc hết và thuốc đó kịp thời giúp mình hoàn thành công việc. Vì Puka đi làm, rất sợ ảnh hưởng đến đoàn phim. Nhiều khi đang quay phải lấy thuốc uống, uống dần lại để tiếp tục công việc. Mình sợ vào trong quân đội cũng sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Có một người nghỉ thì những người còn lại phải đứng chờ, nên mình bắt buộc phải tìm cách cho mình. Có lẽ trung đội trưởng không biết mình bị như vậy nên không cho mang thuốc đó theo. Sau đó Puka có xin chương trình nói lại với trung đội trưởng thì có cho giữ lại thuốc nên mới an toàn, đi tới đi lui, hành quân các kiểu, lên rừng lên núi mà không bị vấn đề gì hết. Thuốc ho cũng vậy, Puka bị amidan nên cứ ho liên tục, trời lạnh mà ở máy lạnh đã ho rồi. Đến mức đêm thứ hai, Hòa không ngủ được, Hòa nói. Trời ơi, tối qua Kara sổ mũi, Puka thì ho, ho hoài không ngủ được, đi làm nhiệm vụ về đã mệt mà ồn quá không ngủ được. Mình không muốn, không kìm lại được, nên tối cứ phải khó nước muối liên tục để giảm cơn ho lại. Lúc đó không có thuốc, không có kẹo ngậm, cơ thể mình biết như thế nào, nên mình luôn chuẩn bị những cái cần thiết. Puka chia sẻ thêm.